Sinh học đối với các trại nhỏ lẻ từ 10 đến 20 con heo thịt 5, 10, 15 lái. Thì hôm nay tôi có chuẩn bị đó là 10 cái can để cắt đuôi ra làm cái khay sắt trùng cho các trại. Tiếp theo là tôi thiết kế cái banner về an toàn sinh học trong và ngoài trại để đưa cho các trại và hướng dẫn các trại thực hiện các an toàn sinh học trong trại. Chiều anh mới lắp cơ, anh phun hai lần xong lau chùi.